Mua từ chùa Đầu Sáu qua chuẩn bị chắc chai, chuẩn bị cho mùa giải tại huyện Long Phú nha mọi người. Như thế nào? Và mình review chiếc Kia Ngò này. Cái nữ là cái này Gia Nam nè. Rồi đây là chiếc mùa giải vừa rồi chỉ lọt vào tầm 8 là mạnh nha. Thì cũng chiếc đội Gia Ngò chỉ có thể nhất. Đó thì mình vào review sẽ chuẩn bị quay chị cái nó ở chùa Thâm Đốc như thế nào. Gia nữ thì phía mình bển. Đây chiếc ghe này mùa giải này sẽ đi huyện Long Phú à. Ừ. Chuẩn bị chắc chai năm nay huyện. Đây bên trong giá đây là chiếc ghe ngon mua từ chùa Đầu Sáu về. Chuẩn bị về bây giờ chắc chai để cho nhà mình để tại huyện Long Phú như vậy. Mua từ chùa mà Đầu Sáu này là con Đầu Sáu chạy dài từ đầu đến đuôi nha. Chị mua từ Đầu Sáu như thế nào để review chia sẻ cho khán giả. Để chuẩn bị gì cho mùa giải như thế nào mà mời khán giả cùng theo dõi nha. Rồng xanh chạy dài từ đầu đến đuôi. Chiếc này do nghệ nhân sơn Lâm Phiên sơn sơ the dễ nha quý vị, rất là đẹp luôn. Chuẩn bị cho mùa giải để chạy chài chuẩn bị cho việc đi huyện Long Phú á nha quý vị. Thì sẽ chuẩn bị cho mùa giải đi ở huyện Long Phú nha. Chạy chài lại mua từ chùa Đầu Sáu về luôn nha. Sử dụng cho các em công việc tập luyện. Trong để review chia sẻ cho khán giả cảnh cảnh chiếc cây ngon chùa mua từ chùa Đầu Sáu nha. Chiếc kia ngon nữ nóc thì mùa giải vừa rồi là áo quân của mùa giải không yêu chứ.
chiếc điều gà để hôm qua em con gà xanh chạy dài từ đầu đến cuối em. Hôm nay đi quay về ngồi cũng có rất đông anh em. Cái đó thì mình cũng chưa có khẳng định được, tại tới đó thì cho quý vị biết là bắt ngờ này tới bắt ngờ khác. Đúng không? Ôi, dạ, tham mê bộ môn da ngon này. Đó, rắc sóc vô vô nữa nè quý vị, đó. Đó đi tới tóc mọc dài luôn. Đó, có tiền hết luôn. Chiếc da ngon này nhỏ nhỏ nhân nhân đây. Đúng không? Vũ trường một con rồng xanh chạy dài từ đầu ghe mà tới cuối ghe luôn. Coi dằn này cũng mới có năm nay mà chóc hết rồi. Đó, chắc năm nay có thể là sơn lại nữa quý vị. Coi dằn hơi cũ à, bị để theo năm tháng ở trong chạy ghe này. Nói ghe nữ cũng vậy luôn, cũng một con rồng xanh từ trước tới sau ha. Hello năm ngàn anh em của anh em Thắng miền Tây. Hôm nay lại tham quan chiếc ghe tum núp để coi sửa chữa như thế nào và chữa chiếc nào để thông báo cho bà con cô bác biết. Năm bữa nay là nghe nói là anh Danh Lâm đem cái đồ loại sửa đó. Rồng đỏ bên bển. Ở bên đây con rồng xanh. Bên trong đây, trước mắt quý vị thì cũng ba chiếc ha. Có ba chiếc. Ba chiếc tương đối với nhau, hòa sơn một mờ hoa văn cũng giống nhau. Ở bên kia thì đây có rồng đỏ. Hình như là anh ở lại là cửa sửa chiếc con rồng đỏ. Thi đấu giải huyện thì đồng thời cũng có chiếc xe này để thi đấu giải huyện cùng với anh em. Nếu là năm nay thì tại huyện Long Phú hoặc có tiếp giải huyện nha, thì anh em nhân vào ban huấn luyện và ngò sẽ quyết định lấy chiếc xe nó từ chùa đồ xấu nè để đem đi giải huyện thi đấu nha. Chắc ăn đây là chiếc này chiếc này chiếc này chết chai lại luôn ha. Đúng rồi chiếc chai chiếc này chuẩn bị cái này cũng như là giải quyện là chắc ăn là chiếc này là sử dụng 99% mà trong việc tập luyện luôn á. Bởi vì hồi năm rồi cái thì cũng dịch bệnh nhiều nên huyện không có tổ chức, huyện Long Phú thì năm nay chắc có thể là chắc ăn là huyện có tổ chức rồi, bởi vì bãi bỏ hết một năm. Cái thức video thì nghĩa là có anh Thắng miền Tây nha, dạ Thắng miền Tây 83 và đất sóc ngon rất là đẹp luôn. Có thì cần câu và hoa văn màu sắc ba chiếc nghe, nói chung là sơn cũng một màu một kiểu màu theo vậy, màu rõ xanh. Anh em cũng không biết đây là mới đóng 3 năm đó, năm đầu tiên thì chiếc tum núp file này cũng đạt được giải nhất tại dòng sông Mataro. Tới hồi năm rồi thì cũng được lọt vào top 8 đội mạnh. Kim bên cạnh đây là hai rồi cũng đó là nhà kim du lịch các con mơ giống vậy. Ghe thì ghe mới hết nè, mùa giải vừa rồi thì đó mà mấy thành công chỉ để chúc đội ho chùa và tích thôi. Chất cao như vậy thì rất là hiếm. Này cho anh em cũng cố gắng quan tâm này tâm cao và tinh thần của mình. Thì nói chung là có rất nhiều cái đội mạnh hơn, đội nhiều đội mạnh hơn nữa mà nhưng mà anh em cũng cái công là hư rồi. Có khi xuống cũng không có được để review chiếc ghe ngon. Và bên cạnh đó mình cập nhật cái thông tin cái
Vậy ngon lúc 1 sẽ có kế hoạch sẽ chữa lại như sau. Thì theo thông tin thì vào buổi chiều hôm nay thì vợ sẽ đem dán lại từ Kiên Giang đem lại để sẽ chữa chiếc chân. Vậy ngon chữa lúc 1 nha. Đi đâu mà đi dạ? Quay cái này phải quay từng chi tiết cho khán giả coi cho mãn nhãn nó được. Quay cận cảnh luôn, quay cận cảnh luôn mà kéo lại cái đầu gồng cho nó gần sát luôn. Đúng rồi, có hai cái đao nè quý vị ơi, hai cái đao cái mũi luôn đó. Cái này sông đao, đúng rồi, cái này đang kêu bằng sông đao. Anh năm nay anh hỗ trợ cho nó hay được cái gì anh? Sông kiếm học bích quay mặt không muốn lấy nguyên nữa. Toàn là gồng xanh không, còn bên bển gồng đỏ quý vị. Thì tôi lúc là gồng không á. Đó, tại vì 4 5 con gồng á. Có một tượng Phật bằng đá. Lúc á. Hả? À, 4 gồng á. Số 10 nhưng mà hàng năm luôn. Đó, chú biết nè. Đây, chú biết rồi. Đây. Hả? Hello. Đây là fan hâm mộ của đội ghe đi. Ai biết lại nó làm tới lương thực rồi đó, nước uống đúng rồi, đúng rồi, nước suối rồi đó, còn chả nước suối rồi đó. Còn em thì hàng năm thì xuống ghe sang ke chờ có ăn thôi, chứ uống thôi, không có bơi. Đây thì xin chào mọi người á, chúc mọi người ngày mới thật sức lành, chúc mọi người ăn thành công, chúc mọi người đồng chí may mắn, chúc mọi người. Sorry. Yeah, okay.
2. Bên cạnh đây là chiếc kiên hoa nữ nha. Thì giải vừa rồi cũng là áo quân cũng giải. Review chia sẻ cho anh em được biết, và biết khán giả được biết thêm nhé về chiếc cây ngon này, dạng tiên tiến của tỉnh Sóc Trăng như hiện tại nha. Cây rất là đẹp luôn nha. Kính chúc quý vị mới được làm chủ nha. Buổi review cây ngon của lớp 2 và chiếc cây ngon của lớp 1 trong nhà là nói không chắc. Tới đi nghe Trường Khánh, tới là xã Trường Khánh tỉnh Hậu Giang luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tụi mình sẽ có bệnh sửa chữa nha. Rồi khi nào họ đến sửa chữa thì mình đến cập nhật để chia sẻ cho quý vị. Thầy nhớ thôi. Thầy nhớ thôi. Như vậy video của mình tại này nhân gia và khán giả video theo của mình, quý vị khán giả như xem và lại đăng ký giúp mình nhé.